Chào các bạn, trên hình ảnh mình quay là các bạn nhìn thấy cái cây thuốc này rất là quen thuộc đúng không? Đó, đây là cây nghệ tráng nha các bạn, hay còn gọi là cây nghệ tráng á. Cái thân nó no tím mà cái lá như thế này, mùa này nó mới lên nó chưa ra hoa nha. Nếu các bạn vào kênh Phước Hoa Trần xem thì các bạn biết rằng đây là trong những cây thuốc trị hang suyễn rất là tuyệt vời nha các bạn. Bởi vì nó chống co thác phế quản cực hiệu quả luôn đó nhưng mà hôm nay thì mình không có nói đến cây nghệ trắng này mà mình nói đến một cây thuốc trên hình ảnh này các bạn thấy có quen thuộc không rất quen thuộc nha các bạn không ai lạ gì đây là cây xoài một cái loại cây ăn quả gắn bó rất là nhiều đời với người dân Việt Nam đó ở nông thôn thì nó vô cùng gần gũi luôn mặc dù bây giờ nó có nhiều giống xoài khác nhau nhưng mà cây xoài mãi mãi là cây xoài nha các bạn bây giờ mình sẽ nói những cái bài thuốc tuyệt vời từ lá xoài non các bạn xem video này rồi lưu lại đến khi cần nha các bạn đây các bạn mặc dù đã qua cái mùa lá non của nó rồi nhưng mà mình vẫn cố gắng tìm lấy một vài cái lá mục đích đó là để giới thiệu bài thuốc với các bạn thôi còn đây là những cái lá già nha các bạn đây cái lá non đây cái lá non của nó bao giờ nó cũng có một cái màu vàng nha các bạn cái lá này á là nó đã chuyển qua cái giai đoạn là từ non nó qua đến một cái đoạn nó vẫn còn non nha các bạn nhưng mà nó không còn non trong như cái lá ban đầu nữa nhưng mà sau sau thì mình giới thiệu để mình nói cái bài thuốc rồi mọi người tham khảo nha một á là nó cải thiện vấn đề về hô hấp này đó thứ hai là cách chữa viêm đại tràng co thắt nha các bạn mà cái bệnh viêm đại tràng có thắt là một trong những cái bệnh cực kỳ khó chữa luôn. Thứ ba là chữa sỏi thận và sỏi mật nha các bạn. Nếu như các bạn chỉ nghe những cái bài thuốc chữa sỏi thận thôi thì đơn giản rồi. Nhưng mà khi chữa đến sỏi mật á thì nó khó hơn. Đó. Thứ tư là tác dụng của lá xoài trên bệnh tiểu đường. Thứ năm là ngăn ngừa các vấn đề về dạ dày. Rồi lái xoài làm gì vết bóng nè, trị nấc nè, các vấn đề về cổ họng bằng lá xoài tươi, rồi chế nhức tay hạ huyết áp bằng lá xoài này và lá xoài chữa bệnh tiêu chảy nha các bạn. Mình nói một câu chuyện là cách đây thì cũng gần một năm, mình nói từ phước hòa trần mình gặp gỡ một ông chú ấy, là có bà thím sau khi đi bệnh viện chờ rẫy thành phố hồ chí minh về thì xác định là bị tiểu đường đó, lúc đó thì nó tranh 15, 16 chấm luôn nha các bạn. Thì khi về nhà thì đang điều trị thuốc bệnh viện. Tức là đang dùng insulin á. Nhưng mà sau đó thì ông chú ra nhờ tìm hiểu một số bài thuốc nam. Dùng cái lá xoài này nha các bạn. Dùng đúng cái lá xoài non này. Xét nhỏ ra, cho vào cốc nước, đổ nước sôi vào để qua đêm. Uống nước đó nha các bạn trong khoảng hơn 10 ngày. Lượng đường huyết chỉ số đó xuống còn dưới 10 chấm, tức là còn 6 7 chấm thôi, tức là ở mức đường huyết bình thường. Rất là tốt luôn. Đó, sau đó là ngưng lại không dùng nữa, nếu dùng tiếp nha thì đường huyết nó tuột nha các bạn. Rất là hay trong chữa bệnh tiểu đường. Đó, tuyệt vời. Và chính mắt mình đã từng và mình đã từng nghe thấy cái cái bài thuốc này rồi đó hôm nay mình giới thiệu đến các bạn bây giờ đó mình sẽ đi tính từng cái bài thuốc cụ thể các bạn cố gắng nghe rồi áp dụng nha cái à, bài thứ nhất đó, là dùng cái lá xoài non này chữa bệnh viêm đại tràng co thắt nha cách đơn giản là hái cây nón xoài Hoặc những lá xoài non như thế này nè các bạn hiểu chưa có thể là à, ăn trực tiếp mỗi ngày nếu như thấy khó khó không thể ăn được nè là chúng ta có thể ép cây lá xoài non này ra thành nước đó và có thể cho thêm một phần ai một đến hai thì mật ong hoặc tinh dầu gắt đó, vào để giúp uống và lại hỗ trợ tiêu hóa tốt cho nên là cái thời điểm mà các bạn uống lá xoài này tốt nhất đó, là trước khi ăn tầm 15 đến 20 phút hiểu ý mình chưa cho nên là cái lá xoài này á là khi chữa đại tràng có thế là rất đơn giản là chúng ta chỉ xay nó ra, xét nhỏ ra, rồi ép thành nước. Tức là khi chúng ta xay thành sinh tố á, là sẽ ra một cái dạng nước. Sau đó là chúng ta thêm ít thìa mật ong vào là uống thôi. Đó. Nhưng mà chỉ có một điều á là uống là phải trước khi ăn sáng 15 đến 20 phút và sau khi uống xong 100 ml nước xay ép á thì uống thêm 200 ml nước bình thường nữa. Có thể là nước sôi đi ngủ nha. Mục đích đó là giúp đẩy nhanh cái cái dung dịch này xuống đại tràng và không bị tồn động ở dạ già và ruột non nha các bạn. Đó, bài thuốc đầu tiên cực hay luôn. Bài thứ hai là cái bài quan trọng nhất mà mình đang muốn nói nha các bạn là dùng lá xoài đó để trị nó có tác dụng để mình tiểu đường rất đơn giản là lá sợi non á là dùng trong điều trị bệnh tiểu đường giai đoạn đầu lá sợi non có chứa là anthani của ít nha các bạn và chiết xuất của nó là có vai trò tích cực trong điều trị tiểu đường bởi vì nó có tính tiến tụy sản sinh ra insulin và ngăn ngừa cái đường huyết tan sau khi chúng ta ăn á sau bữa ăn nha các bạn rồi là nó điều hòa cái nồng độ cholesterol trong máu này ngang ngừa biến chứng tim mạch này và sơ vữa đó rồi ngang ngừa huyết áp tan đó cho nên là cách đơn giản là các bạn dùng lá xoài này ăn sống đó. hoặc là chúng ta bằng cách là cho năm sáu cái lá xoài non này vào trong ly nước đó. rồi chúng ta hãm để uống như trà hàng ngày thì nó rất là tuyệt vời nha các bạn đối với bệnh tiểu đường á, thì mình nên áp dụng một cách như thế còn nếu như để điều trị một số các cái cái chứng khác của dạ dày á thì chỉ cần dùng khoảng 5 sáu cái lá sài non như thế này đó các bạn cho vào cái ly nước chúng ta châm nước nóng vào hết cái ly đó nha rồi các bạn để nó qua đêm sáng hôm sau đó mình lọc ra lấy đúng y cái nước của nó thôi các bạn uống vào nó sẽ bồi bổ dạ dày ngang ngừa nhiều bệnh già dày khác nhau cực kỳ hiệu quả luôn đó các bạn có thể tin là mặc dù là cái lá sợi đơn giản thế nhưng mà khi đối với bệnh đường ruột các thứ thì nó cực kỳ hiệu quả ngoài ra thì cái lá sợi non này các bạn dùng cách như mình nói đó một là có thể chúng ta xét nhỏ đêm phơi khô đó tức là phơi âm can mình phơi trong mát cho nó khô nha các bạn sau đó là mình nghiền thành bột đựng trong lọ thôi nếu hàng ngày các bạn uống á, là nó trị các cái bệnh về chữa nhức tai này hạ huyết áp này, rồi um, chữa bệnh tiêu chảy nè, đó và đặc biệt với cách dùng dây là chúng ta đã trị rất là tốt các cái bệnh về um, uh, tiểu đường nè, rồi trị uh, sỏi thận sỏi mật rất là hay. đó hôm nay mình chỉ trình bày thêm với các bạn một cái bài thuốc những cái bài thuốc như thế và công dụng của lá sài non này. Đó các bạn có thể tìm hiểu trên các cái trang mạng á, vào Google rồi một số trang mạng các bạn chỉ cần gõ cái tác dụng điều trị của lá sài non á thì nó sẽ ra các kết quả và các bạn tìm hiểu thêm một số những bài thuốc khác. Đó, hôm nay thì mình trong cái video này mình chỉ uh, nói rằng là hai cái bệnh vài ba cái bệnh mà mình nói là hiệu quả nhất á là nó trị tiểu đường nè. Bệnh uh, sỏi thận nè. Bệnh xoay mặt nè, hạ huyết áp nha các bạn. Đó là những cái bệnh chính quan trọng nhất khi dùng lá xài non này. Ở đây cái lá này hơi dài nha, khi áp dụng các bạn có thể dùng cái lá non hơn. Càng tốt nha các bạn, tránh không được dùng cái lá già này. Đó, cái lá xài già này thì um, nó không hiệu quả bằng lấy xài non nha. Cho nên khi vào cái mùa là các bạn có thể là khi mình bấm cành tỉa tán đó. Mà những cái lá xài này, non này này là chúng ta thu hái về các nhỏ ra phơi khô đó sau đó chúng ta bỏ qua nó dùng dần có thể dùng lá hoặc dùng cái dạng bột nghiền đều tốt nha các bạn cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn theo dõi đồng hành kênh phước quà trần của mình bài thuốc này là bài thuốc dân gian cực kỳ hiệu quả và nó đã qua áp dụng các bạn không cần phải băn khoăn rằng cái bài thuốc này đã áp dụng chưa là phước quà trần mà đã từng chứng kiến nhiều người áp dụng và đạt kết quả rất là tốt đó hôm nay mình giới thiệu như thế các bạn chia sẻ video này và áp dụng khi cần nha chúc các bạn sức khỏe hạnh phúc và mỗi ngày đó các bạn biết thêm một cây thuốc cũng giống như phước hòa trần mình mỗi ngày giới thiệu cho các bạn một cây thuốc đó là niềm hạnh phúc của mình đó cảm ơn các bạn rất là nhiều hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình